Phúc lắng động lời Chúa. Thứ bảy tuần 17 thường niên, Matthew chương 14 câu 1 tới câu 12. Lời Chúa. Vua muốn giết ông Gioan nhưng sợ đám đông vì họ coi ông là ngôn sứ. Nhà vua lấy làm buồn nhưng đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Matthew chương 14 câu 9. Câu chuyện minh họa. Khi thấy hai con trai của mình đã lớn, người cha bảo chúng đi học nghề để tự lực cánh sinh. Ba cha con thu xếp rồi lên đường đến một ngôi làng nọ. Người anh chọn nghề thợ rèn rồi vui sống với nghề nghiệp của mình. Người cha và đứa em tiếp tục đi đến một ngôi làng khác. Một hôm hai cha con đi ngang một cánh đồng và thấy một con bò đang gặm cỏ. Người chăn ở đâu không thấy mà làng mạc thì xa. Đứa con nói với cha, con thích làm nghề ăn trộm vì công việc nhẹ nhàng mà lại thu hoạch lại lớn. Người cha nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu nói, con hãy đợi cha ở ven rừng, cha vào làng có công việc. Người cha vừa đi khuất thì người con vội lùa đàn bò về nhà trọ. Khi người cha về đến nhà, hai cha con bắt tay vào việc làm thịt bò. Nhưng trước khi thưởng thức món thịt bò, người cha nói, ta hãy đón xem ai trong chúng ta sẽ béo lên vì thịt bò này. Hai cha con phải mất nhiều ngày mới ăn hết thịt bò. Trong khi người cha cứ ăn thì người con cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Chốc chốc anh lại ra ngoài xem có ai theo dõi mình không. Sau một tuần lễ, hai cha con kiểm tra xem ai béo hơn ai. Quả thật, người cha đã lên cân thấy rõ, còn người con ngày một gầy thêm. Lúc bấy giờ người cha mới giải thích, con biết không, thịt bò con ăn là thịt bò ăn trộm, còn thịt bò cha ăn là thịt bò cha đã bỏ tiền ra mua hẳn hoi. Trong khi con ở ven rừng nhìn ngắm con bò thì cha đã vào làng thương lượng với chủ bò để mua nó. Con thấy chưa, của ăn trộm chẳng bao giờ để ta ăn ngon ngủ yên được. Suy niệm. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa ban cho đặc ân cao quý là có quyền tự do lựa chọn. Chúng ta được quyền chọn bất cứ điều gì, hành động thế nào, cư xử ra sao như chúng ta muốn. Nhưng chúng ta đừng quên phải sử dụng quyền đó như thế nào. Vua Herode đã cho mình quyền tự do của một ông vua, nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Nhưng đâu biết rằng chính lúc ông thực hiện quyền tự do ấy, cũng chính là lúc ông bị ràng buộc bởi một sức mạnh khác. Đó là lời thề và danh dự của ông trước mặt các khách dự tiệc.